Rồi, video này Tèo sẽ giới thiệu cho cả nhà một mẫu tiền. Đây là tiền quốc tế ha, tiền quốc tế 20 tờ, 20 nước, chỉ có 170.000 thôi. 20 tờ, 20 nước, 170.000. Rồi, phí ship là 30.000, là 200.000 luôn tiền ship ha. Anh em nào đặt, liên hệ qua Zalo giúp Tèo. Rồi, tờ đầu tiên, tờ 1.000 của Lào nha cả nhà. Nước Lào, tiền thật ha. Hàng bên Tèo bán toàn bộ là tận tiền thật hết ha. Zimbabwe, 100 đô la. Có bảo an đàng hoàng ha, không phải tiền tàu lao đâu. Tiếp theo là Rup Nga, Venezuela nè, Malawi, Malaysia, tàu này bằng polymer ha, Liban, rồi Bangladesh. Đây là tiền của Campuchia, hình Phật, tiền Trung Quốc nè, Ukraine, đấy, Indonesia nè. Rồi, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ thì cái tờ này giá lẻ là 20.000 một tờ cả nha. Tiếp theo là Syria ha. Syria nha cả nhà. Tờ nào cũng có bảo an bóng chìm hết ha. Rồi, Nepal, Mông Cổ nè. Tờ này là của Ai Cập. Rồi, đây là Triều Tiên ha. Uzbekistan, tờ tiếp theo là Nigeria, tờ này cũng bằng polymer ha, tờ này bằng giấy cotton nè. Uzbekistan, hình con ngựa, mã đáo thành công, chỉ với 20 tờ giá bán chỉ có 170.000, anh em nào đặt liên hệ qua Zalo giúp Tèo ha, được kiểm tra hàng trước khi nhận, cho nên anh em nào đặt thì đặt thôi, phí ship là 30.000, là tổng luôn 200.000 luôn tiền ship rồi ha. Đó, hàng tới anh em cứ mở ra kiểm tra hàng thoải mái rồi đưa tiền cho shipper dùm Tèo ha. Rồi, mình là Tèo Tiền Xưa. Xin chào tạm biệt anh em nha.